Kính thưa cộng đoàn, quý cô ông, cụ bà và các bệnh nhân rất thân mến, hôm nay ngày 11 tháng 10, giáo hội kính nhớ Thánh Phêrô Lê Tùy, Thánh Tử Đạo Việt Nam là Linh Mục, sinh năm 1773 và mất năm 1833, và chân phước Angela Trescova, 1825 và 1899. Thánh Phê Rô Lê Tùy sinh năm 1773 trong một gia đình trung Đông tại làng Bằng Sở thuộc xứ đảo Sở Hạ, nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội. Chú Tùy được nhập chủng viện Kẻ Vĩnh, tỉnh Nam Định, sau đó được phong linh mục. Cha Tùy hăng xe làm phó xứ Đông Thành, Trân Lộc, rồi tránh xứ Nam Đường ở tỉnh Nghệ An. Năm 1833, vua Minh Mạng ban hành chiếu chỉ cấm đảo. Mùa thu năm 1833 khi ghi đi sức giàu cho một bệnh nhân hấp hối cha bị bắt giáo dân biết tin thì đến quan huyện xin nộp tiền chuộc mạng cha quan huyện bằng lòng tha nhưng với điều kiện là cha phải tự nhận mình là thầy thuốc đi thăm người bệnh vì cương quyết từ chối lời khai gian dối cha bị áp giải về giam trong ngục đường nghệ an tại cung đường quan án hỏi ông có phải là đạo trưởng không cha tùy trả lời phải tôi là đạo trưởng đạo thiên chúa Quan nói tiếp, này ông, ông đã già, ta thương hại, nhưng phép nước rất ngặt. Ông hãy làm giấy tự khai mình là thầy thuốc như thế, ta có thể cứu ông khỏi chết nhục hình. Ông không sợ chết sao? Cha Tùy đáp cảm ơn quan lớn đã muốn cứu tôi, nhưng lương tâm một người đạo trưởng, đạo thiên chúa không cho phép tôi làm theo ý quan. Quan lập án gửi về kinh, nhưng nghĩ rằng người 60 tuổi chỉ bị phạt tiền, không bị xử tử ai ngờ vua Minh Mạng hạ bút châu phê bản án, tên Lê Tùy đã xưng là đạo trưởng và truyền báo tà đạo cho dân phải trảm quyết. Ngày 11 tháng 10 năm 1833, bản án xử trảm được thực hiện tại Pháp trường chợ Quân Ba. Cha Tùy xin chút thời gian để quỳ xuống chiếu cầu nguyện và khuyên ông Thu, con hãy bền lòng vững chí, rồi con cũng được phần thưởng muôn đời thi hài cha được mai táng tại nhà nguyện Tràng Nứa sau được rước về bằng sở linh mục Ferole tùy được nâng lên hàng chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 Thánh Azela Truskova sinh trưởng ở Kalis Balan, sức khỏe của Sofia Truskova trong tình trạng hiểm nghèo nên không hy vọng sống được lâu. Khi đến tuổi thiếu niên và được mạnh khỏe hơn, cô quyết định dâng mình cho Thiên Chúa. Và trong khi đang phục hồi sau cơn bệnh lao thì Sofia đã tự khởi sự chăm sóc các trẻ mồ côi ở Warsaw. Không lâu sau cô được người bà con là Clotilde cũng như các bạn khác tiếp tay họ gia nhập dòng ba Francisco dưới sự hướng dẫn của các linh mục Capuchin và được mặc áo dòng. Năm 1855, Sophia, bây giờ là mẹ Angela, thành lập một cộng đoàn Francisco mới lấy tên là các nữ tu Thánh Felicia. Khi công việc chăm sóc người vô gia cư của các nữ tu thành Felici, của các nữ tu Thánh Felicia phát triển mạnh, thì số người gia nhập cộng đoàn cũng gia tăng thật không thể thật không dễ cho một người sáng lập như mẹ Angela vì ngài phải vạch ra một hướng đi rõ ràng cho cộng đoàn mà một số nữ tu khác lại muốn theo đuổi đời sống chiêm niệm. Nhưng mẹ Angela có cái nhìn khác biệt, ngài thấy đây là một cộng đoàn nữ tu được Thiên Chúa mời gọi để cầu nguyện và làm việc ở ngoài khuôn khổ của tu viện. Bởi đó các nữ tu Thánh Felicia chăm sóc bệnh nhân ngay trong nhà của họ cũng như phục vụ những người tàn tật, người già yếu, trẻ mồ côi và các người vô gia cư. Các nữ tu cũng xây cất các nhà dành riêng cho những người mắc bệnh hay lây ở làng mạc Ba Lan. Và năm 1863, khi người Ba Lan vùng lên chống lại sự đô hộ của người Nga, các nữ tu Thánh Felicia tiếp tục chăm sóc bệnh nhân bất kể quốc tịch nào lúc đó mẹ angela ra lệnh cho các nữ tu không được loại trừ ai và hãy nhớ rằng mọi người đều là người thân cận của mình trong năm kế đó vào tháng 12 năm 1864, các nữ tu Thánh Felicia bị chính quyền Nga giải tán, trong khi một số các nữ tu khác tập hợp lại thành cộng đoàn nữ tu Ba Lan, nhà cầm quyền Áo cho phép các nữ tu Thánh Felicia tái lập cộng đoàn trong phần đất của Áo ở Ba Lan. Mười năm sau các nữ tu Thánh Felicia đến Polonia thuộc Hoa Kỳ, để đáp lời mời gọi của những người di dân Ba Lan, sứ vụ của họ lan tràn cho tới bảy giáo phận. Vào năm 1869, mẹ Angela từ chức bề trên vì sức khỏe yếu kém. Trong những năm cuối đời, Ngài dành nhiều thời giờ để cầu nguyện và làm việc lao động. Ngài cũng được nhìn thấy cộng đoàn của Ngài sáng lập đã được tòa thánh chuẩn nhận. Mẹ Angela có lần khuyên các nữ tu một kinh sáng xanh được cất lên khi gặp nghịch cảnh thì có giá trị gấp ngàn lần lời tạ ơn khi thành công. Chúng ta mừng lễ hai thánh Phêrô thánh Linh mục Phêrô Lê Tùy thánh từ đạo Việt Nam và thánh Angela Tscova, tất cả các thánh đều là những người có tấm lòng hết lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân, xin các ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.